Một sản phụ tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua thời khắc nguy kịch khi chị bị vỡ tử cung ngay trong lúc đang chuyển dạ. Có lẽ sẽ khó mà cứu sống được người mẹ này nếu như cả 4 bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh không khẩn cấp phối hợp và xử trí. Và may mắn đã đến, giờ đây thì người mẹ đang trong quá trình hồi phục, còn cháu bé thì khỏe mạnh hoàn toàn. 2 ngày tại phòng hồi sức, chị Đinh Thị Quỳnh Nga vẫn mệt nhoài, đau đớn sau ca phẫu thuật. 38 tuổi và lần sinh con thứ 3 của chị. Sự nguy hiểm đã được báo trước. Có cái bác sĩ đi siêu âm 4D á. Và bác sĩ 4D siêu âm 4D. Nói vậy chị 7 á. Thì có nói là bé này hơi bị nguy hiểm. Có dân bị tử vong. Ông giống là mệt rồi. Đau rồi, đi thôi lại không được. Ở xóm em nhiều người lắm. Mà sao tao bình thường lắm. Em không làm được cái gì được hết mà đi cũng không được nữa. Dù được chỉ định mổ thương nhưng sau vài tiếng nhập viện, chị Nga đã có những dấu hiệu bất ổn. Tim thai suy và ngay lập tức phải tiến hành để mổ. Trên bàn mổ, sản phụ có dấu hiệu vỡ tử cung, mất máu nặng. Các bác sĩ buộc phải cắt tử cung để giữ tính mạng. Nhưng vì mất đến 4 lít máu nên ca phẫu thuật này cần có sự hỗ trợ về chuyên môn, về máu và thuốc từ các bệnh viện Hùng Vương, Chợ Rẫy và Truyền máu huyết học. Báo động đỏ liên viện được khởi động thành công. Và trước cái tình hình mà cầm máu khó khăn, thì chúng tôi thấy là cần có một cái sự hỗ trợ. Cái lý do hơn đó là cái khoa mạch máu của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì ngay lập tức bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một cái ekip gồm 2 bác sĩ, 1 kỹ thuật viên và đầy đủ các kỹ dụng cụ. Thì khi mà chúng tôi thông báo một cái thì tự động cái đơn vị đó cho ekip, cho xe, cho người đến để mà hỗ trợ kịp thời, chứ không có giống như là trước đây là chúng ta phải mời hội chẩn qua thủ tục rồi chúng ta phải đưa xe đến đó để kiểm. Vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Thành công này không chỉ là hạnh phúc của người mẹ mà còn có ý nghĩa với các sản phụ nói chung khi đối mặt với các tai biến. Và sự phối hợp của các bệnh viện lớn sẽ là niềm tin để nhiều đứa trẻ được ra đời an toàn, khỏe mạnh.